Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI vừa mới đây cho biết nhiều mối đe dọa đánh bom giả đã nhắm vào các điểm bỏ phiếu ở bốn bang chiến trường khi cuộc bầu cử đang diễn ra. Cụ thể, cơ quan này cho biết các bang chiến trường gồm Georgia, Michigan, Arizona và Wisconsin trở thành mục tiêu bị đe dọa. FBI khẳng định bảo đảm tính toàn vẹn của cuộc bầu cử là ưu tiên hàng đầu của họ. Theo đó, FBI ra thông báo cho đến nay không mối đe dọa nào được xác định là có cơ sở. Trong khi đó, quan chức ngoại vụ bang Georgia Brad Raffensperger cho hay mối đe dọa đánh bom nhằm vào các địa điểm bỏ phiếu ở Georgia được lan truyền trên internet và viết bằng chữ green. Theo ông Raffensperger, hai địa điểm bỏ phiếu ở Hartford và được sơ tán trong thời gian ngắn hôm 5 tháng 11 sau khi các quan chức nhận được 5 lời đe dọa đánh bom mà sau đó được xác định là không đáng tin cậy. Bà Anne người đứng đầu Ủy ban bầu cử Wisconsin cho biết, đe dọa đánh bom giả đã được gửi đến hai điểm bỏ phiếu tại thủ phủ Madison của bang, nhưng không gây giá đoạn việc bỏ phiếu. Trong khi đó, người phát ngôn của quan chức phụ trách đối ngoại bang Michigan cho biết, đã có báo cáo về đe dọa đánh bom tại một số điểm bỏ phiếu, nhưng không có thông tin nào đáng tin cậy. Nếu không xảy ra tranh chấp trong quá trình kiểm đếm, Kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được xác định không lâu sau ngày bỏ phiếu. Nếu có tranh cãi, người Mỹ sẽ phải đợi đến ngày kiểm phiếu đại cử tri, mùng 6 tháng 1 mới biết chính xác ai là người đắc cử tổng thống. Sau đây là 8 mốc thời gian quan trọng cần biết. Kể từ giờ tới ngày tân tổng thống Mỹ tuyên thệ nhậm chức. Ngày mùng 5 tháng 11, theo Sky News, mặc dù được gọi là ngày bầu cử, nhưng thực tế nên coi đây là ngày cuối cùng mà cử tri có thể bỏ phiếu vì họ đã có thể bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua thư. Ngày mùng 7 tháng 11 các quan chức bầu cử bang bắt đầu xác nhận kết quả với tốc độ chậm. Hạn cho xác nhận kết quả của các tiểu bang chiến trường như sau: Georgia, 23 tháng 11; Michigan, 25 tháng 11; North Carolina và Nevada, 26 tháng 11; Wisconsin, mùng 1 tháng 12; Arizona, mùng 2 tháng 12; Pennsylvania không có ngày cụ thể. Ngày 25 tháng 11, đây là ngày cuối cùng một lá phiếu qua thư có thể đến và vẫn được tính, miễn là nó được đóng dấu bưu điện ngày mùng 5 tháng 11. 17 tiểu bang và quận Columbia chấp thuận các lá phiếu qua thư đến sau ngày bầu cử. Ngày 26 tháng 11, cựu tổng thống Donald Trump sẽ bị kết án tại New York trong vụ án tiền biệt miệng và can thiệp bầu cử sau khi bị kết tội làm giả hồ sơ kinh doanh để tác động tới cuộc bầu cử năm 2016. Ngày 11 tháng 12, đạo luật kiểm phiếu quy định thống đốc của mọi tiểu bang phải chứng nhận kết quả bầu cử trước ngày 11 tháng 12. Bất kỳ khiếu nại pháp lý nào sau đó phải được giải quyết trước ngày 16 tháng 12. Cuộc bầu cử năm nay là cuộc bầu cử đầu tiên áp dụng các quy tắc này. Đạo luật đã được sửa đổi sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 của những người ủng hộ ông Trump. Ngày 17 tháng 12, theo hiến pháp Mỹ, về mặt kỹ thuật, người dân không trực tiếp bầu chọn tổng thống mà chọn các đại cử tri để làm điều đó thay họ. Ngày 17 tháng 12, những cử tri này sẽ tới đại cử tri đoàn để bỏ phiếu cho một ứng cử viên theo ý của người dân. Mỗi tiểu bang có số phiếu đại cử tri đoàn khác nhau dựa trên quy mô dân số. Hầu hết các bang ở Mỹ đều bầu cử theo nguyên tắc Người thắng lấy tất cả nghĩa là toàn bộ đại cử tri của một bang phải bầu cho ứng cử viên đã nhận được đa số phiếu phổ thông tại bang đó. Ngày mùng 6 tháng 1 năm 2025, Phó Tổng thống chủ trì cuộc kiểm phiếu đại cử tri tại phiên họp chung của Quốc hội, sau đó công bố kết quả và tuyên bố người trúng cử. Trước đó, trong cuộc kiểm phiếu ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021, ông Donald Trump, khi đó là tổng thống, đã chỉ trích Phó Tổng thống Mike Pence vì không ngăn cản Quốc hội công nhận chiến thắng của tổng thống Joe Biden cũng trong ngày Điện Capitol của Mỹ đã bị những người ủng hộ ông Trump tấn công khi họ cố gắng làm gián đoạn cuộc kiểm phiếu. Chiến thắng của ông Biden đã được xác nhận vào sáng ngày 7 tháng 11. Từ sau vụ bạo loạn ở đầu Capitol, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cải cách kiểm phiếu và chuyển giao tổng thống năm 2022, yêu cầu phải có sự chấp thuận của một phần năm hạ viện và thượng viện để xem xét khiếu nại về kết quả của một tiểu bang. Con số này cao hơn quy định trước đó, khi chỉ cần một thành viên thượng viện và hạ viện đã có thể cùng nhau khiếu nại kết quả bỏ phiếu. Ngày 20 tháng 1 năm 2025, Lễ nhậm chức của tân tổng thống và phó tổng thống sẽ diễn ra. Tại buổi lễ, tổng thống và phó tổng thống sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức. Điều đặc biệt trong luật bầu cử tổng thống Mỹ là các cử tri không trực tiếp bầu tổng thống. Lá phiếu của họ, gọi là lá phiếu phổ thông, chỉ có nhiệm vụ chọn ra đại diện cử tri, hay còn gọi là đại cử tri cho bang của mình. Tùy thuộc vào dân số, mà mỗi bang của Mỹ có một số lượng nhất định đại cử tri. Ở hầu hết các bang, ứng cử viên nào nhận được nhiều phiếu phổ thông nhất thì cũng nhận được toàn bộ phiếu đại cử tri của bang đó. Hầu hết các hãng truyền thông lớn của Mỹ đều dựa vào một số tổ chức để tính toán và gọi tên người chiến thắng trong các cuộc bầu cử trước khi có kết quả kiểm phiếu cuối cùng. Trong số đó có AP, National Electoral Pool và Decision Desk HQ. Việc dự đoán người chiến thắng khi các lá phiếu vẫn đang được kiểm đếm giống như giải một phương trình toán học. Ông Tranter, nhà khoa học dữ liệu chính của công ty dữ liệu bỏ phiếu Decision Desk HQ cho biết, Decision Desk HQ là nơi cung cấp các kết quả gọi tên cho News Nation, Hope Heart, The Economist, Script và các hãng tin khác. Ông Chanter cho biết, ứng cử viên A có bao nhiêu phiếu bầu, ứng cử viên B có bao nhiêu phiếu bầu, chúng tôi sẽ xác định xem còn lại bao nhiêu phiếu chưa được kiểm. Nếu ứng cử viên B, người đứng thứ hai, được cho là không có khả năng giành đủ số phiếu trong những lá phiếu chưa kiểm còn lại để vượt lên dẫn trước ứng cử viên A thì khi đó chúng tôi sẽ có thể gọi tên người chiến thắng. Tại trụ sở chính của Decision Dead HQ ở Washington DC, phải ít nhất 3 người trong nhóm 15 dự đoán cùng kết quả với mức độ chắc chắn 99,9% thì mới có thể gọi tên người chiến thắng. Ông Tranter cho biết, việc có kiến thức sâu sắc về lịch sử bỏ phiếu của các quận và tiểu bang sẽ giúp củng cố mức độ chắc chắn trong trường hợp hi hữu có xảy ra bất thường. Anna Minsky, người đứng đầu bộ phận ra quyết định trực tiếp của Fox News, dự đoán thời điểm có kết quả rõ ràng sẽ là vào khoảng sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 11. Theo một cuộc khảo sát của Gallup trong tháng này, niềm tin vào phương tiện truyền thông đại chúng ở Mỹ đã xuống mức thấp mới. Điều này cũng khiến họ buộc phải đổ nguồn lực vào các nỗ lực minh bạch thông tin. AP, hãng tin độc lập đã đưa tin về các cuộc bầu cử ở Mỹ kể từ năm 1848, cho biết năm nay họ triển khai khoảng 4.000 phóng viên đến các khu vực bỏ phiếu trên khắp nước Mỹ để làm tai mắt trong quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu. Biên tập viên điều hành của AP cho biết, với sự xuất hiện và tốc độ lan truyền chóng mặt của các thông tin sai lệch như hiện nay, chúng tôi phải cố gắng làm mọi thứ để vén bức màn về các cuộc bầu cử, giải thích vì sao chúng tôi có thể gọi tên người chiến thắng. Ngược lại, nếu chưa thể gọi tên, chúng tôi cũng sẽ phải giải thích vì sao lại mất nhiều thời gian đến vậy. Trưởng ban chính trị của CNN David Chalian cho biết, thuốc giải độc tốt nhất cho thông tin sai lệch hoặc tin giả chính là thông tin trực tiếp. CNN đã triển khai một đội ngũ phóng viên hùng hậu đến các tiểu bang chiến trường để theo dõi tình hình bỏ phiếu cũng như kiểm phiếu. Năm 2020, Fox News nổi tiếng với quyết định gây tranh cãi khi sớm gọi tên ông Biden thắng tại bang chiến địa Arizona, mặc dù cuộc đua tại đây rất sít sao. Kết quả cuối cùng cho thấy ông Biden giành chiến thắng tại bang này với cách biệt khoảng 10.000 phiếu, nhưng Fox News đã bị ông Trump và các đồng minh của ông chỉ trích gay gắt với quyết định khi đó. Năm nay, Phong Điều đã đầu tư vào công nghệ để cải thiện đồ họa nhằm giúp người xem hình dung được mức độ sát sao trong kết quả kiểm phiếu của từng bang và đảm bảo người xem sẽ hiểu rõ lý do này nếu hãng này gọi tên người chiến thắng từ khá sớm. Ừ, ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã trở về nhà ở West Palm Beach, bang Florida sau cuộc vận động tranh cử kết thúc lúc 2 giờ sáng ngày 5 tháng 11 ở Grand Rapids, bang Michigan. Ông đi bỏ phiếu cho chính mình vào cùng ngày nhiều người quan tâm ông Donald Trump gặp khó khăn gì khi đi bỏ phiếu. Bởi ông từng bị kết tội hình sự hồi đầu năm nay, trong khi bang Florida có quy định hạn chế những người phạm tội được thực hiện quyền bầu cử. Theo luật bang Florida, nơi ông Trump cư trú, người bị kết tội sẽ gặp rất nhiều khó khăn để bỏ phiếu. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng với những người bị kết tội tại phiên tòa ở bảng khác. Với trường hợp ông Trump, điều này có nghĩa là ông sẽ được hưởng lợi từ luật năm 2021 của New York. Cho phép những người bị kết luận phạm trọng tội được bỏ phiếu, miễn là họ không đang thụ án tù tại thời điểm bầu cử. Ông Trump tới điểm bầu cử 5604, thành phố Palm Beach, bang Florida để bỏ phiếu. Ít nhất 15 người gồm cảnh sát địa phương và mật vụ đã xuất hiện để đảm bảo an ninh cho cựu tổng thống. Ông Trump vẫn được bỏ phiếu bầu tổng thống dù hồi tháng 5 bị bồi thẩm đoàn ở Manhattan, New York tuyên có tội với toàn bộ 34 tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền bịt miệng sau khiêu dầm, Satomi Daniels, nhằm ém thông tin bất lợi trước thêm bầu cử Tổng thống năm 2016. Tội danh của ông Trump là trọng tội cấp thấp nhất ở New York, với mức phạt tối đa 4 năm tù và phạt tiền 5.000 đô la Mỹ với mỗi tội danh. Tuy nhiên, ông chưa bị tuyên án. Phiên tòa tuyên án ông dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 11 sau hai lần trì hoãn. Đối với những cử tri Florida khác bị kết án trọng tội, các quy tắc không đơn giản như vậy. Một sáng kiến bỏ phiếu thành công năm 2018, khôi phục quyền bỏ phiếu cho những người đã hoàn thành các điều khoản của bản án đã bị các nhà lập pháp Cộng hòa của Florida bác bỏ. Các nhà lập pháp Florida đã thông qua một đạo luật yêu cầu người này phải trả tất cả các khoản tiền phạt và lệ phí liên quan đến bản án, một quá trình có thể rất phức tạp vì không có hệ thống tập trung nào để theo dõi các khoản phí chưa thanh toán như vậy. Nếu đắc cử tổng thống Mỹ năm 2024, ứng cử viên donald trump có khả năng tung ra lá bài tối hậu thư hòa bình dành cho cả hai phía nhằm ép cả nga và ukraine cùng nhượng bộ để chấm dứt xung đột vũ trang giữa họ một cách khả thi cả tổng thống mỹ joe biden và phó tổng thống mỹ kamala harris đều chỉ trích cáo buộc triều tiên gửi quân giúp nga tuy nhiên trước thông tin về lính triều tiên hai vị lãnh đạo này mới chủ yếu thể hiện sự ủng hộ bằng lời cho ukraine chứ chưa thực sự cung cấp phương tiện để giúp ukraine giành chiến thắng thực sự và do vậy trên thực tế ukraine tiếp tục đối sức trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài và tốn kém với Nga, một đối thủ với tiềm lực lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên hiện tại trong cuộc bầu cử Mỹ 2024, có thể tạo khác biệt lớn so với cả ông Biden lẫn bà Harris. Một số nhà quan sát cho rằng, ông Trump có thể trở thành động lực cho sự thay đổi mà Ukraine cần. Lý do cho điều này nằm ở chỗ, ông Trump muốn có hòa bình tại Ukraine, nhưng là một nền hòa bình với nhiều điều khoản có lợi cho ông ấy, chứ không phải nước Nga. Nếu ứng cử viên Donald Trump đắc cử Tổng thống lần này ông có thể đạt được mục tiêu xác lập hòa bình bằng một tối hậu thư gửi cho mỗi bên. Đối với Ukraine, ông sẽ hối thúc Tổng thống Zelensky ngồi vào bàn đàm phán thông qua ảnh hưởng từ sự hậu thuẫn của Mỹ. Đối với Nga, ông có thể đe dọa điều ngược lại. Mỹ có thể bất ngờ mở rộng sự ủng hộ dành cho Ukraine và khơi mạnh trở lại cuộc chiến kinh tế nhằm vào Nga. Tối hậu thư như vậy có khả năng đạt hiệu quả cao. Chiến sự giữa Nga và Ukraine đã bảo mòn đáng kể sức lực của cả hai bên. Điều này thể hiện rõ trên tiền tuyến. Hiện nay, hai bên đang tiến gần đến tình thế mà trong cờ vua người ta gọi là thế rút quang tức là thế bị cưỡng ép phải đi nước cờ trong trạng thái bất lợi khiến thế trận thêm tệ hại hơn nga thì thiếu phương tiện và lực lượng để mở rộng tiến công còn ukraine chỉ có nguồn lực vừa đủ để làm chậm đà tiến của nga trong 2 tháng tới dự kiến ukraine sẽ xây dựng phòng tuyến dọc theo toàn bộ mặt trận còn nga sẽ tích trữ nguồn lực chiến lược cho một chiến dịch tấn công mới trong thế rằng có đó ngón tay của mỹ nhúng vào hướng nào sẽ dễ làm cán cân đôi bên nghiêng về bên đó ẩn số hiện nay là liệu phương Tây có trao cho Ukraine tất cả những thiết bị cần thiết và cho phép Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga để phá hủy lực lượng và nguồn lực dự bị của Nga. Trong tình thế ấy, nếu ứng cử viên Donald Trump áp dụng tất cả những biện pháp nói trên và cố gắng chấm dứt xung đột Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn kéo dài thì ông sẽ thu được nhiều lợi ích. Hiện nay, cán cân xung đột vẫn đang nghiêng nhỉnh về phía Nga. Tuy nhiên, tình hình này có thể thay đổi nếu Mỹ dồn tiền và nguồn lực để giúp Ukraine phá hủy các mục tiêu chiến lược nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Còn nếu Mỹ dứt bỏ mọi sự giúp đỡ dành cho Ukraine, gần như chắc chắn thế trận Ukraine sẽ tan rã. Nhìn chung, Mỹ vẫn muốn Ukraine chiến thắng, nhưng cũng muốn tránh những kịch bản nguy hiểm bất ngờ nếu Nga thất thế. Do vậy, ông Trump nếu đắc cử, có thể sẽ nỗ lực ép hai bên xung đột, đạt được một thỏa thuận ngừng bắn dài lâu. Kết quả này vừa an toàn, vừa có lợi cho chính quyền dự kiến trong tương lai của ông.